Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, một số cử tri ở thôn Đắc Rinh, xã Đắc Trăm, huyện Đắc Tô kiến nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam, nguyên là công ty nguyên liệu giấy miền Nam, sau khi hết chu kỳ khai thác mổ thông tại tiểu khu 290 và 294 trả lại diện tích đất này cho bà con. Bởi trước đây, nguồn gốc đất này là của bà con và hiện nay bà con đang thiếu đất sản xuất nông nghiệp. Đây là diện tích đất trồng thông ở khoảnh 15 thuộc tiểu khu 290 của Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Con Đào thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam. Một số người dân ở thôn Đắc Rinh, xã Đắc Trăm, huyện Đắc Tô cho rằng đất này vốn là của bà con trong thôn. Theo ông A Või, vào khoảng năm 1982, do thiếu đất canh tác nông nghiệp, người dân trong thôn đã cùng nhau phát dọn diện tích này để trồng lúa. Mỗi năm, bà con trồng được 2 vụ lúa. Thời gian canh tác được khoảng 2 đến 3 năm. Đất bạc màu, năng suất lúa không cao nên bà con chuyển đi vùng đất mới để canh tác. Sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm, bà con lại quay lại diện tích cũ để phát dọn và đốt rẫy, tiếp tục trồng lúa. Đến năm 2000, diện tích đất này được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam trồng thông. Trước đó, trong buổi họp với người dân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam mong muốn bà con trong thôn để diện tích đất này cho công ty trồng thông. Sau khi cây thông đi vào khai thác, sẽ sử dụng nguồn lao động tại địa phương nhằm giải quyết công ăn việc làm cho bà con. Đồng thời, khi cây thông hết chu kỳ khai thác, sẽ trả lại đất cho bà con sản xuất. Hồi xưa thì mình phát để trồng lúa thì giờ nó không tốt lúa nữa. Bây giờ thì mình cũng có mình một số gia đình người ta trồng cây tre hoặc trồng cây nứa để nó lên để mình phát lại năm sau để mình phát lại nữa. Thì chỗ đó thì cũng có một số người ta bà con mình cũng có trồng. Bây giờ thì giá nước này để phát trong cái thòng như hộp. Hồi xưa cũng có giá nước nó là trồng để cho dân đi làm đi canh tác, cũng cho dân làng mình đi canh tác. Tới bây giờ đâu dân mình đi làm canh tác chỗ này đâu, không có, mình đi cạo mù hoặc là đi làm cái gì mình cũng không có làm đâu, làng mình không có làm đâu. Kêu người khác đi làm, đi cạo mù cạo gì cho làng mình không có đi cạo làm trong khu vực này đâu. Hồi xưa thì mình biết mình cho mình phát rồi mình phải nhớ chỗ đó chứ, dân mình làm chỗ nào mình phải nhớ. Nhưng mà bên kia mình không phát đâu, mình còn lại là của mình đâu. Bên mình phía này cũng bên mình chứ. Bây giờ thì mong nhà nước thì thông cảm cho trả lại đất cho dân. Năm 2000 thì đấy, vì là mình trồng thông để bây giờ mình cũng nghe thôi. Nghe là nếu sau này là đường kính của cái thông nó lên to này, hoặc là nó có cạo mú cái gì đấy. Không có ngoài bên, chứ là lấy trong thôn địa bàn xã mình thôi, để cạo cái mú người ta để về đời sống của bà con để nâng lên. Đó. Cái đó. Bây giờ tới bây giờ là một số hộ thôi, như ông già gọi này mà nhận khoán đây, nhưng riêng thôn không có ai nhận khoán. Người ta cũng cho nhận khoán cạo cái mú này đâu. Giờ đi làm thuê thôi. Ngoài diện tích đất trồng thông ở khoảnh 15 tiểu khu 290, một số người dân canh tác lâu năm tại khoảnh 14 tiểu khu 294 cho biết vào năm 1992, gia đình họ đã phát nguyên hai ngọn đồi này trồng lúa và mì. Những năm sau đó, với tập quán du canh du cư, người dân đi canh tác ở vùng đất mới. Khoảng 3 đến 4 năm bỏ hoang, người dân lại quay lại canh tác. Đến năm 2000, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam đã lấy diện tích này để trồng thông. Hiện nay, đất canh tác của bà con chủ yếu nằm ở dưới chân đồi, gần suối, diện tích nhỏ lẻ. Đây thì có bốn hộ trên đây, cũng nhìn chung là cũng là phát là từ ở đây thì là cũng là từ năm 1992 rồi là đang sản xuất, cũng làm công tác ở cũng làm phát ở đây rồi. Xưa kia thì bà con phát để trồng mì thôi. Hồi đó thì mình đã sinh sống bằng cây mì và cây lúa, làm ăn sinh sống cho kinh tế gia đình. Hồi đó là cũng nói chung là cũng rộng, nhưng mà đối với diện tích thì dân mà hiểu rõ cái diện tích rộng bao nhiêu thì cũng dân cũng không hiểu rõ. Mà hiện tại là dân cũng đang làm, mà tới thời năm 2000 có cái bên trồng rừng là bên nguyên liệu giấy, họ cũng phát xuống dần chỗ bà con đã phát
Bây giờ nếu mà thật sự mà tin chắc với biển đó thì xưa trước kia nhà nước đâu chưa cho dân là biển đó, và cũng là nhìn chung dân cũng phát làm thế nào để dân còn liệu dân phát. Từ đó đến bây giờ thì mà sau khi họ trong cái thong thì dân là chỗ mà dân chưa dân cũng đã trong trước mà chưa đã canh tác rồi mà cuối cùng là họ thu họ phát để báo nhà nước đã để trong cây thông. Giờ hiện tại đến bây giờ hiện tại là dân thiếu đất, không có đất chỗ để sản xuất nữa, bây giờ đang hẹp hòi như vậy. Thì sẽ nói là cũng mong muốn là đây thì tới khi nào mà được là nhà nước là hay là công ty là để thu hoạch thì mong là để trả cho dân mà dân đã chỗ nào họ đã làm từ trước rồi, đã diện tích là chỗ đó để dân tiếp tục sản xuất để làm trồng như cà phê, bơ lơi, cà su. Những nội dung này đã được cử tri xã Đắc Chăm kiến nghị trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua kiến nghị của cử tri, chính quyền địa phương xác nhận diện tích đất bà con có ý kiến thuộc Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Con Đảo, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam quản lý. Đất rừng hiện đang là rừng trồng sản xuất, trồng cây thông. Thì cái rừng trồng này thực hiện trồng trong giai đoạn từ năm 2000 cho đến năm 2003. Thì trong quá trình triển khai thực hiện ở giai đoạn này, thì bên công ty phối hợp với chính quyền xã lúc đấy tổ chức họp với người dân. Thì thông qua rà soát, kiểm tra, tìm hiểu đến hiện tại, thì cái việc mà người tổ chức xuống họp với người dân thì người dân trong làng cũng không nhớ tên, và biên bản họp với người dân thì cũng không có. Và cũng trong cuộc họp thì theo như cử tri A Néo và một số bà con cử tri trên địa bàn thôn Đà Rinh thì có nói lại là cái việc mà đại diện công ty lúc sớm họp với người dân thì có nói là để triển khai chừng trồng rừng nguyên liệu giấy sau hết cái chu kỳ khai thác thì sẽ bàn giao cái đất đai lại cho địa phương để giao lại cho người dân canh tác. Tuy nhiên thì đến nay thì qua triển khai cho cán bộ công chức chuyên môn xã kiểm tra rà soát thì các cái diện tích thuộc lâm phần của ban nguyên liệu giấy Con Đảo đang quản lý cũng như là diện tích thuộc lâm phần của công ty lâm nghiệp Đắc Tu quản lý thì đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau là hai lần tiếp xúc cử tri tại thôn Đắc Rinh, tôi ý kiến là thứ nhất là ý kiến là sau tôi ý kiến là thứ nhất là nếu sau này là bên người liệu giấy khai thác cây thông để phải trả lại cho xã lại trả dân để sản xuất, có đất sản xuất. Lần trước là không có người liệu giấy, bên hội đồng trả là năm 2045 nên bên người liệu giấy là mới khai thác cây thông này mới trả lại dân. Càng ngày càng đông người mà. Không phải cái ít nào, nhưng mà đất là càng hẹp rồi. Đất là bà con đã phát trước rồi. Cho đất đó trước là nhà nước mà lấy. Bây giờ là trong cái thông phát trước là năm 84 đến 85. Phát trước là trong lúa trước, trong bề là tiếp theo là trong mì, trong đó bò hoang. Hôm nay là sao mà tê rồi. Chưa là 30 năm nữa là mà cho đến đó là cũng ra là không nói được nữa nào. Liên quan đến vấn đề đất sản xuất nông nghiệp của bà con thôn Đắc Rinh, chính quyền xã Đắc Chăm cho biết, theo định mức về đất sản xuất, qua rà soát của chính quyền, trên địa bàn thôn Đắc Rinh chưa có hộ nào thiếu đất sản xuất. Tuy nhiên, nhu cầu về đất sản xuất của người dân tăng để tăng thu nhập, nâng cao đời sống là điều chính đáng. Để cải thiện thu nhập cho bà con, trong thời gian tới, các ban ngành của xã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và duy trì các tiêu chí nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, theo kiến nghị của cử tri thôn Đắc Rinh, xã Đắc Trăm, huyện Đắc Tô, nguồn gốc đất ở khoảnh 14 và khoảnh 15 thuộc tiểu khu 290-294 trước đây là của người dân canh tác từ năm 1982. Nhưng đến năm 2000, công ty Nguyên liệu giấy miền Nam đã trồng cây thông trên diện tích đất này. Người dân kiến nghị công ty sau khi hết chu kỳ khai thác mủ thông trả lại đất cho bà con để bà con sản xuất. Trước những kiến nghị của cử tri và để thông tin vấn đề một cách khách quan, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kon Tum đã liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam để tìm hiểu những giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho doanh nghiệp, đồng thời để phía công ty có câu trả lời, giải thích cụ thể, rõ ràng cho bà con, tránh kiến nghị kéo dài. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần liên hệ, đơn vị này không phối hợp làm việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn khi sự việc có những diễn biến mới nhất.